Sau khi Miss Trend Việt Nam 2024 khép lại, Hạnh Nguyên trở thành cái tên nhận được sự quan tâm không kém gì Tân Hoa Hậu. Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, ít ai biết rằng cô từng có diện mạo không quá đặc biệt. Mới đây, chung kết Miss Trend Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 khép lại với kết quả chung cuộc gây tranh cãi dữ dội trên khắp các diễn đàn. Chiến thắng thuộc về người đẹp Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam, nhưng cô gái nhận được nhiều sự chú ý nhất từ phía công chúng lại là Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên, quê Đồng Tháp. Hạnh Nguyên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp sắc sảo tiệm cận với tiêu chí của Miss Trend International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ít ai biết rằng để có được nhan sắc như hiện tại, nàng hậu đã trải qua can thiệp thẩm mỹ như sửa mũi, tiêm môi và chỉnh mặt V-line. Trong quá khứ, Hạnh Nguyên có sóng mũi khá thấp với phần đầu khá to khiến gương mặt của cô thiếu độ hài hòa. Ở thời điểm hiện tại, diện mạo của nàng hậu đã được nâng cấp hơn hẳn với sóng mũi cao dập dừa, kết hợp đôi môi tèo và phần cằm nhọn trông thấy. Dẫu vậy, cũng có một số người bày tỏ quan điểm Hạnh Nguyên can thiệp dao kéo trên gương mặt nhiều nên đôi lúc biểu cảm của người đẹp thiếu sự tự nhiên trẻ trung. Có lẽ đây cũng là một trong những yếu tố cô nàng chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1. Mặc dù cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là một trong những đấu trường nhan sắc cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ tham gia, điều này tạo điều kiện giúp tìm ra những thí sinh có diện mạo hoàn hảo nhất có thể. Thế nhưng từ trước đến nay, phía công ty tổ chức cuộc thi lại vốn nổi tiếng với việc lựa chọn hoa hậu đẹp tự nhiên. Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà hay Đỗ Mỹ Linh là minh chứng rõ ràng nhất. Cho nên bên cạnh những ý kiến cho rằng ban tổ chức đã thiên vị Quế Anh thì cũng có người đồng tình với họ vì cô nàng trông mộc mạc hơn Hạnh Nguyên. Lê Phan Hạnh Nguyên sinh năm 1997, cao 1m72, cùng số đo 3 vòng 85-65-98. Mỹ nhân quê Đồng Tháp, hiện là quản lý phòng phát triển kinh doanh tại một công ty du lịch. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Hoa Sen và đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm chung kết Miss Trend Việt Nam 2024, Hạnh Nguyên nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhờ khả năng trình diễn tốt, kỹ năng ứng xử bình tĩnh, xử lý tình huống tư duy trên sân khấu. Tuy nhiên, cô bị Võ Lê Quế Anh đánh bại ở phút cuối, dù phần trả lời của đối phương có phần nhạt nhòa hơn mình. Điều này tạo ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Trước khi giành giải Á hậu 1 Miss Trend Việt Nam 2024, Hạnh Nguyên từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc và có thành tích đáng nể như Top 41 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, cùng giải Người đẹp truyền cảm hứng và Top 10 Miss Trend Việt Nam 2023. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Lê Phan Hạnh Nguyên từng cho biết bố mẹ cô ly hôn từ năm cô 11 tuổi, nàng hậu và anh trai sống cùng mẹ từ nhỏ nên sớm rèn luyện tính tự lập. Tôi từng kiếm tiền vào năm 16 tuổi bằng cách mở sạp bán trái cây. Sau này khi có kinh nghiệm hơn, tôi bán hàng mỹ phẩm online, đồ ăn vặt. Thu nhập giúp tôi trang trải cuộc sống đỡ đần cho mẹ, người đẹp gốc Đồng Tháp cho hay. Trong vòng phỏng vấn cùng giám khảo thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Trend Việt Nam 2024, Hạnh Nguyên từng tiết lộ vì mẹ làm giáo viên nên cô rất coi trọng việc học. Với tôi, nền tảng kiến thức tốt là chìa khóa để dẫn đến thành công trong cuộc sống. Nàng hậu sinh năm 1997 bày tỏ, ngoài việc học cô còn làm thêm các công việc như MC, người mẫu, diễn giả tại các trường đại học.